Okay, hello anh em, như trong video lần trước thì mình có giới thiệu cho anh em về một thương hiệu phím cơ mới vừa du nhập vào Việt Nam. Đó là thương hiệu phím cơ Vamilo. Thì trong video lần này mình sẽ mang đến cho anh em một bộ sưu tập phím cơ Vamilo bao gồm gần như là đầy đủ các mẫu phím cơ Vamilo đang có trên thị trường Việt Nam. Mình đã tìm mọi cách để kiếm được. Trong video lần này thì mình sẽ không đi sâu vào chi tiết và thông số kỹ thuật. Anh em nào muốn tìm hiểu kỹ về thông số kỹ thuật cũng như là một số tính năng nổi bật là thì có thể xem lại video giới thiệu trước của mình thông qua link mình để ngay bên dưới nhé. Ok, thì hôm nay mình có mang đến đây để xem có 1, 2, 3, 4, 5. 5 phiên bản có 5 màu sắc khác nhau và mỗi phiên bản sẽ có 2 loại, đó là 87 phím và 108 phím. Và 5 phiên bản này chủ yếu sẽ là đã có mặt trên thị trường Việt Nam. Chứ thật ra Vamilo còn rất nhiều phiên bản khác nhau nữa nhưng mà mình chưa có dịp đến tay. Ok, phiên bản đầu tiên mà mình sẽ giới thiệu cho anh em đó là phiên bản cá coi. Đây là một trong những phiên bản mà mình đánh giá là đẹp nhất của Vamilo đến thời điểm hiện tại. Anh em có thể thấy là chỉ là phần vỏ hộp bên ngoài thôi thì đã được in những cái họa tiết màu sắc rất là đẹp và bắt mắt. Những hình ảnh này có vẻ như là được vẽ theo kiểu manh hoa của Trung Quốc. Anh em nào mà hay đọc truyện Trung Quốc thì có lẽ là sẽ biết nha. Bây giờ mình sẽ inbox cho các bạn xem bên trong có gì nhé. Theo mình biết á, chỉ là ở những phiên bản phím cơ đặc biệt của Vamilo thì bên trong mới có những cái tấm bưu thiếp như này thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ có 4 tấm bưu thiếp và đều được in hình cá coi và một cô gái Trung Hoa đứng bên cạnh ha. Đây là dây kết nối đầu USB được mạ vàng, một cái fibular và đây nhân vật chính của chúng ta, chiếc bàn phím Vamilo. Tổng quan về màu sắc á, thì ở phiên bản cá coi này sẽ thấy hai màu chủ đạo, đó là màu trắng và đỏ. Đập vào mắt mình ngay là lần đầu tiên nhìn vào chiếc bàn phím này, đó là phím Space Bar, phím ESC và hai phím Enter. Nếu anh em soi kỹ vào những phím này á, thì sẽ thấy những cái hình họa tiết được in cực kỳ là sắc nét và không bị lem hay mà loang lỗ, các mảng màu không bị lẫn vào nhau. Điều này là một trong những điều mà mình thích nhất ở các mẫu phím cơ Vamilo. Tiếp đến là dãy phím chữ cái, phông chữ ở đây á, thì được cách điệu từ những cái tia nước nhỏ như là phím T đây. Phím T này á, thì nó giống như là tia nước được phun từ dưới lên cao, rồi hay là phím Y này thì giống như là một giọt nước mưa đang rơi xuống vậy. Tiếp đến là các phím chức năng khác ở hai bên. Nếu như nhìn sơ qua thì anh em có thể thấy nó không khác biệt gì so với các bàn phím thông thường khác. Nếu nhìn kỹ một tí á, thì anh em sẽ thấy một số chữ cái trên những cái phím này được cấu thành từ những cái con cá hoặc giọt nước cực kỳ nhỏ luôn. Có thể thấy Vamilo rất là để ý đến những cái chi tiết nhỏ. Chính cái điều này cũng làm tăng cái giá trị sưu tầm cũng như là tăng cái giá trị của chiếc bàn phím này lên một bậc. Còn một điểm hay ho nữa mà chỉ có trên phiên bản cá coi này thôi thì đó là tính là phần họa tiết trên cái phần vỏ cover của mặt phím. Tất cả những cái họa tiết này đều là được in nổi, khi anh em sờ vào thì sẽ thấy nó sẽ nổi lên như này, cả mặt trước và mặt sau là đều được in vân nổi hết đó. Ok, đó là chiếc bàn phím Vamilo phiên bản cá coi. Phiên bản tiếp theo hôm nay mình muốn giới thiệu đến cho anh em đó là Vamilo Forest Fairy, tạm dịch là khu rừng thần tiên, mà tiên ở trong rừng thì anh em biết như nào đó. Ở phiên bản này á, thì vỏ hộp sẽ giống như một vài phiên bản bình thường khác như là Chicken Dinner hay là Rainbow hay là Radiation, sẽ không được cách điệu như Coi hay là Sea Melody. Giờ thì mình sẽ unbox cho anh em xem nhé. Kể cả cách đóng gói thì cũng được Vamilo cực kỳ để ý. Tất cả đều sẽ có một miếng nhựa để ốp lên trên chiếc bàn phím này. Khi anh em mà không sử dụng á, thì có thể ốp lên trên để tránh bụi. Ở đây thì chúng ta sẽ vẫn có các phụ kiện khác như là dây kết nối, keyboarder, keycard thay thế. Và đây, chiếc bàn phím của chúng ta. Cùng với tên gọi, ở đây chúng ta sẽ có một chiếc bàn phím với hai tông màu chủ đạo, đó là xanh lá và trắng. Phím Spacebar và Enter vẫn được in hình họa tiết rất là đẹp. Ở đây sẽ có hai con nai. Phần phông chữ ở trên chiếc bàn phím này á, thì sẽ được cách điệu tạo hình bằng những chiếc lá. Phần phím chức năng ở phía trên này là sẽ có những chiếc lá của một loại cây nào đó mình không biết tên. Phần vỏ cover bên ngoài thì sẽ có vân giả gỗ. Phải công nhận là Vamilo gia công cái phần này là cực kỳ tốt luôn anh em ạ. Không có cảm giác mà lỏng lẻo hay ọp ẹp gì hết á. 10 điểm cho chất lượng ha. Tiếp theo sẽ là em nào đây? Inbox em Radiation đi ha. Dạo này em này cũng đang khá là hot đó nha. Và đây chiếc bàn phím Vamilo phiên bản Radiation. Ở phiên bản này á, thì phần thiết kế keycap sẽ khác một chút so với các phiên bản trước đó. Ở những phiên bản trước thì keycap sẽ là sử dụng profile cherry. Còn ở phiên bản Radiation này á, thì sẽ sử dụng profile DSA. Phần mũ phím nó sẽ bé hơn một chút so với thông thường. Nhìn thì nó có vẻ hơi mập mập múc múc một chút ấy. Đối với những anh em nào mà xài trắng profile cherry rồi á, thì có thể chuyển qua em này đổi gió xem sao nhé.
Ở chiếc bàn phím này, phần vỏ cover bên ngoài sẽ có màu đen, keycap sẽ có màu vàng và màu trắng sữa. Keycap ở bản này sẽ không được trang trí bằng nhiều họa tiết nữa, mà ở phần phím Enter sẽ có một họa tiết hình quả bom với dòng chữ là Nuclear. Phím Backspace thì sẽ có một dòng công thức vật lý là E bằng MC bình phương. Theo như kiến thức vật lý ở lớp 8 của mình thì đây là công thức tính năng lượng. Cái này là mình Google rồi nên mình biết ha. Ở phiên bản Radiation này thì Vamilo có làm thêm một cụm phím numpad rồi. Thì anh em nào mà muốn vừa tiết kiệm diện tích nhưng mà vẫn không muốn bỏ đi cái phần phím số á, thì có thể mua em này về nhé. Giá em này thì nó cũng khá là rẻ thôi, khoảng là hơn 1 triệu đồng một chút. Ở phiên bản này thì sẽ được trang bị thêm đèn LED màu trắng nha anh em. Ok, mình chỉ giới thiệu sơ qua về cái phần ngoại hình của chiếc bàn phím này thôi. Tiếp theo mình sẽ đến với phiên bản Chicken Dinner. Anh em nghe tên thôi là đã thấy quen thuộc rồi đúng không? Và đây chính là chiếc bàn phím Chicken Dinner. Thì anh em mà game thủ PUBG thì chắc là quá quen với những cái icon này rồi ha. Đầy đủ các loại phụ kiện từ súng ống cho tới nước, giáp, ba lô là vân vân và vân vân, đầy đủ hết. Anh em nào mà game thủ PUBG á, mua em này về xài là đúng bài đó. Phím spacebar thì sẽ có dòng chữ tiếng Trung, tạm dịch nó ra là cái gì đó đại cát đại lợi, buổi tối ăn gà cái gì đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có thêm hai cái keycap spacebar để thay thế vào, một cái là màu trắng và một cái sẽ là có dòng chữ winner winner chicken dinner. Thì cái dòng này thì anh em cũng biết rồi đó. Về phần màu sắc thì cũng là khá tương tự như phiên bản Radiation thôi. Ở đây phần vỏ cover á, vẫn sẽ là màu đen có vân giả gỗ nha. Keycap thì sẽ có hai màu chủ đạo trắng và xám tro. Ở đây thì sẽ có các icon phụ như là nghiêng, trái, phải, thay đạn, nằm, vân vân. Phiên bản Chicken Dinner này thì và phiên bản Radiation á, đều có LED màu trắng nha anh em. Nói chung á, là chiếc bàn phím này nếu mà anh em là fan của tựa game bắn súng PUBG thì nên thử qua xem sao nhé. Phiên bản cuối cùng trong clip ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em đó là phiên bản Vamilo Rainbow 2. Chiếc bàn phím này cực kỳ là đặc biệt, tưởng như không màu mè nhưng mà thật sự là màu mè không tưởng. Vừa nhìn vào chiếc bàn phím này á, thì anh em có thể thấy ngay một màu trắng như này từ đầu tới cuối, toàn màu trắng thôi. Keycap cũng sẽ không được in nhiều cái họa tiết cách điệu như những phiên bản trước. Phông chữ vẫn là phông chữ tiêu chuẩn nhưng được in màu kiểu RGB. Anh em có thể thấy ở đây thì từ trái sang phải thì màu sắc sẽ đổi dần từ màu đỏ chuyển dần sang xanh rồi cuối cùng là thành sắc tím. Các phần nút phụ ở trên này cũng khá là bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả. Phím spacebar thì cũng chỉ là màu trắng, bên hông thì được in kiểu sóng biển RGB. Ban đầu thì mình cầm chiếc bàn phím này trên tay thì cũng cảm thấy con phím này nó không có cái gì là đặc biệt hơn đâu. Nhưng anh em đừng vội, bên dưới bộ keycap này chính là dàn đèn LED RGB cực kỳ nổi, để mình cắm vào cho anh em xem nhé. Ở chiếc bàn phím này á, thì Vamilo đã custom sẵn hơn 10 chế độ LED khác nhau. Anh em có thể dễ dàng chuyển đổi các chế độ LED lại bằng cách là bấm tổ hợp phím function cộng dãy số ở phía trên là từ 1 cho tới dấu cộng này. Trong cái tờ hướng dẫn sử dụng á, thì cũng có là hướng dẫn cụ thể cách điều chỉnh. Anh em nhớ khi mà mua về á, thì nghía qua một lần nhé, mà cũng đừng nên vứt đi nhé, sẽ có lúc anh em sẽ cần đến nó đó. Ở chiếc bàn phím này á, thì đơn giản là chỉ có vậy thôi. Nếu anh em mà thích LED lủng các thứ á, nhảy sập sinh á, thì có thể ghé qua các cửa hàng có sẵn em này để có thể trải nghiệm trực tiếp em đó nhé. Ok, vậy là hôm nay mình đã giới thiệu sơ qua cho anh em tất cả các phiên bản phím cơ Vamilo mà hiện tại đang có mặt tại thị trường Việt Nam rồi. Có lẽ anh em sẽ thắc mắc là vẫn còn vài mẫu khác nữa như là Sakura hay là Panda mà sao mình không giới thiệu luôn á. Thì mình cũng nói luôn là tại vì hai mẫu này nó khá là hiếm cho nên mình vẫn chưa có cơ hội được trên tay hai em nó. Thì nếu mà sau này có dịp thì mình sẽ làm thêm một clip review riêng cho hai em nó nhé. Trong video này á, mình sẽ chỉ đánh giá sơ qua về cái phần ngoại hình và cũng như là những cái thiết kế đặc trưng của những chiếc bàn phím Vamilo. Còn về đánh giá thông số kỹ thuật hay là trải nghiệm thì mình trong clip trước mình đã có đánh giá rồi, thì nếu anh em nào có muốn xem lại thì có thể truy cập link mình để ngay bên dưới này nhé. Nếu như anh em nào thấy video này hay thì nhớ đừng quên cho mình một like và một subscribe nhé. Bye bye anh em.